Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn Linh Mục Trần Công Vang, tìm hiểu về sinh hoạt trong 20 năm qua của Hội Việt Tộc do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hội Việt Tộc được thành lập từ năm 1998 do cha Trần Công Vang cùng với một số anh chị em thiện nguyện tại Maryland đã khởi xướng. Và hôm nay cha Trần Công Vang đã có mặt ở đài truyền hình với Minh Thúy để nói về sinh hoạt của Hội Việt Tộc hay là Việt Tộc Foundation, nhịp cầu yêu thương đã phục vụ cho dân tộc thiểu số tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Và Minh Thúy xin kính chào cha. Kính chào chị Minh Thúy, một người bạn của gia đình từ lâu lắm rồi, từ cái thời năm 75. Và mình về đây để mà được cái cơ hội chia sẻ với cộng đồng ở đây và các nơi một chút về cái vùng trời Tây Nguyên qua cái Hội Việt Tộc. Và xin kính chào quý khán thính giả của đài đã ưu ái trong bao nhiêu năm nay đã đồng hành với nhau để chúng ta về với quê hương của chúng ta trên vùng trời Tây Nguyên cách riêng. Thưa cha, như hồi nãy Minh Thúy có giới thiệu với khán giả là Hội Việt Tộc hay là Việt Tộc Foundation đã sinh hoạt được hơn 20 năm, chắc là 21 năm nữa cha. Như vậy thì trong thời gian 21 năm đó, Hội Việt Tộc đã sinh hoạt như thế nào? Cha có thể cho khán giả được biết thêm. Một cuộc hành trình có thể gọi được là âm thầm, nhưng mà kiên trì, vì đó là một cái lý tưởng trong lòng của những người mình đã đi qua cái con đường thách đố của những cái tháng ngày chập chững trên cái vùng trời tha hương này để tìm cho mình một cái tương lai tốt, và nhận ra được rằng cái con đường học vấn vẫn mãi là một cái phương tiện quý lắm để chúng ta xây dựng cuộc đời cho nhau. Và vì thế 21 năm nay gia đình Việt Tộc của chúng ta đã dấn thân âm thầm nhưng mà mãnh liệt, và con đường học vấn đã đem đến lại cho nhiều mảnh đời ở Việt Nam nhiều cái niềm vui, nhiều cái niềm hy vọng mới. Và đó là một cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc, mình muốn về đây để chia sẻ như là một cái lời cảm ơn trước hết tới tất cả những anh chị em, những ông bà và anh chị em đã một cách nào đó yêu thương nhiều lắm, đại độ nhiều lắm để mà cùng đồng hành với Việt Tộc để giúp cho buôn làng của chúng ta. Minh Thúy được biết là khởi đầu là cha chú trọng đến việc học hành của các em thiểu số ở Việt Nam. Vâng. Nhưng mà sau đó thì những thời gian sau thì Minh Thúy thấy là cha gây quỹ, cha có các những dự án như là y tế, rồi những tủ thuốc hay là những nhà máy nước. Thì từ đâu mà cha lại có hướng rẽ đi để giúp đỡ đồng bào thiểu số mình những cái dịch vụ khác? Nhưng trong những cái chuyến về với buôn với làng, gặp gỡ những anh chị em cộng tác viên miệt mài và kiên trì dấn thân trong những cái vùng xa xôi đó, thì mình lắng nghe được những cái câu chuyện từ những cái cảm nghiệm của đồng bào khi nói tới những cái nhu cầu của dân. Những trẻ thơ nó bị bệnh hoạn nhiều, không chỉ có người lớn mà cách riêng con nít, vì vấn đề nhiễm trùng nước hoặc là những cái vùng nhỏ bé, những cái xóm người Phong hẻo lánh, hay là mới đây nhất những cái nhóm mà đồng bào bị tâm thần đó. Đó là một trong những cái mình thấy những cái khoác khoải trong lòng của mình và muốn làm một cái chút gì đó để mà đổi cuộc đời của nhau cho tốt hơn. Thưa quý vị, là trên tay của Minh Thúy là có cái cuốn sách là Việt Tộc Foundation 20 năm đưa các em vào khung trời mơ ước. Dạ thưa cha, cái cuốn sách này á, với cái tựa đề là đưa các em vào khung trời mơ ước, vậy các em ở Việt Tộc ở Việt Nam có những mơ ước như thế nào ạ? Cuộc đời của các em lớn lên đó chỉ có biết rẫy, biết nương, biết bò, biết rừng núi thôi. Nhưng mà như mình chia sẻ vài lần đó, cái rừng núi khi không còn nữa, bò rồi rẫy nó không còn như xưa đó, thì các em cảm thấy hụt hẫng. Và vì thế cái học vấn là một cái lối thoát mà quan trọng
cho chính tất cả chúng ta ở bên này cũng như trên quê hương của mình. Và nhờ cái học vấn đó mà các em bắt đầu biết xây dựng cuộc đời, biết tạo cho mình một cái khả năng và cho mình những cái nghề. Cái điều đó đương nhiên đó là một cái bước vọt, nhảy vọt rất là lớn. Nó nói lên tất cả những cái ước mơ của các em đó, nó được đạt thành rất là nhiều. Mình nghĩ tới bao nhiêu em mỗi năm bây giờ đó, qua cái chương trình của chúng ta đang giúp đó, mình có khoảng chừng 30-40 em ra trường của đại học hay là trung cấp hay là cao đẳng ở tại Việt Nam. Dạ thưa cha có thể nào cho biết sự trưởng thành và sự khó khăn của các em Việt tộc đã trải qua hay không ạ? Thực ra các em có những cái ngôn ngữ riêng trong buôn làng, Ra Đê, Cửa Ho, Ê Đê, Ba Na, Cho Rai. Thì khi ra tiếp xúc với người Kinh đó, cái ngôn ngữ vẫn là một cái ngoại ngữ cho các em, ngôn ngữ Việt. Thì do đó các em thua thiệt nhiều hơn. Và vì thế mình tin rằng với những cái cố gắng của mình không biết được là các em có thể như là Đức Cha Oanh nói đó, Đức Cha Oanh mà ngày xưa là của địa phận Con Tum đó, anh nói là chúng con chưa chắc chúng con có việc làm sau khi chúng con đã ra trường, nhưng mà chúng con là một con người mới với một cái tâm tình mới, cái khả năng mới, cái niềm tin mới, và cái đó, cái nhân cách đó quan trọng. Đó thì mình nghĩ rằng đó là những cái điều mà chúng ta đang giúp cho các em có được. Để rồi, vì ngay cả người trẻ ở tại Việt Nam của mình đó cũng chưa chắc có nghề sau khi đã ra trường. Nhưng mà các em đó biết được chính con người của mình với những cái giá trị của mình. Và hơn thế nữa đó, bên cạnh đó đó, các em nhận ra được rằng trong xã hội có những con người thương đến các em, lo cho các em nhiều lắm. Và chính cái đó là một cái an ủi lớn cho những con người mà cảm thấy rằng một đời bao nhiêu nay bị ngược đãi, bị coi thường. Thì mình nghĩ rằng đó là cái món quà rất là quý mà chúng ta đang trao lại cho các em. Như vậy thì lần này cha về vùng DC này, ngoài có dịp để ngồi nói chuyện với cha ngày hôm nay, thì cha có một cái công tác nào khác hay không ạ? Và nhân tiện thì mình cũng chiều nay mình sẽ gặp một số anh chị em nòng cốt trong cái chương trình của chúng ta, những người cũng đồng hành với mình từ hơn 20 năm nay. Thì anh em đó cũng đã âm thầm, đã dấn thân nhiều lắm để chúng ta chuẩn bị cho cái nhịp cầu yêu thương vào ngày 9 tháng 6 sắp tới tại Gettysburg, như bao nhiêu năm nay, tại New Fortune Restaurant. Đó thì mình lên để họp với anh chị em đó để mà lên chương trình chuẩn bị cho cái ngày gặp gỡ với ân nhân sắp tới. Thì đây là cái dịp để mình nhân tiện kính mời tất cả quý ông bà và anh chị em tham gia để như bao nhiêu năm nay hỗ trợ để nâng đỡ cho những cái chương trình của chúng ta dành cho buôn làng của mình. Xin được cảm ơn cha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Kính thưa quý vị, mong quý vị đến ủng hộ buổi tiệc do Hội Việt Tộc tổ chức vào ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 6 2019 tại nhà hàng New Fortune của thành phố Gaithersburg, Maryland, với sự góp mặt của ca sĩ Hà Thanh Xuân để đóng góp một bàn tay giúp cho các em dân tộc thiểu số có được đời sống khả quan hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.